Rồi cái này là mình bao nhiêu cái chị? 7 cái. 7 cái đúng không? Còn cái đó là 6 cái đúng không? 3 cái. Là tính sao ạ? Rồi trước tiên là miệt thứ thứ 11 cảm ơn chị Trúc phải không ạ? Chị Trúc tại trung tâm thương mại thị trấn thứ 11 đã ủng hộ cho cái chương trình hành động của miệt thứ ngày hôm nay vừa mới kêu gọi. Đó là chương trình hành động là miệt thứ theo em đến trường. Và đây là số lượng cặp học sinh dành cho học sinh tiểu học phải không chị? Tiểu học sẽ gửi tặng cho các em nghèo khó khăn trên địa bàn huyện An Minh, chuẩn bị cho năm học mới là ngày khai giảng sắp tới. Và các em sẽ đến trường, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông sẽ đến trường vào ngày 4 tháng 10. Còn học sinh mầm non sẽ đến trường vào 18 tháng 10. Và để tiếp sức cho các em tự tin đến trường trong mùa dịch này thì mọi người đều khó khăn để miệt thứ thực hiện chương trình hành động là cặp sách theo em đến trường. Và ngày hôm nay chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ của chị Trúc, một tiểu thương tại trung tâm thị trấn thứ 11 đã gửi tặng cho miệt thứ những cái cặp rất là đẹp, rất là thời trang dành cho các em. Cảm ơn chị Trúc nhiều nghe. Chị Trúc có phát biểu cảm nghĩ gì không? Có nhắn nhủ gì đến các em không? Nhắn nhủ hả? Ừ, có gửi lời chúc gì cho các em không? Rồi cảm ơn chị rất là nhiều. Các thành viên của ban quản trị của miệt thứ 11 sẽ sớm liên lạc với các trường, các xã và hội đồng đội huyện An Minh sẽ gửi tặng tận tay các em trước ngày các em đi học. Hy vọng đây là một món quà nhỏ gửi tặng cho các em, tiếp sức cho các em, thêm các em tự tin và cố gắng hơn trong học tập. Và miệt thứ cũng rất là mong muốn các mạnh thường quân và các nhà hảo tâm sẽ cùng chung tay góp sức, chúng ta sẽ tặng cho các em mỗi em hộ nghèo và khó khăn trên địa bàn huyện là một chiếc cặp như thế này, và với một cái giá rất là hỗ trợ từ chị Trúc là một cái cặp như thế này chúng tôi sẽ mua ở một cái giá là 50.000 đồng. Như vậy thì mỗi một mạnh thường quân các anh chị có thể ủng hộ bằng cách là chúng ta sẽ mua một chiếc cặp như thế này, và mọi một người có thể mua nhiều chiếc cặp dành tặng cho nhiều em học sinh nghèo và khó khăn trên địa bàn huyện. Hy vọng rằng chương trình hành động lần này sẽ lan tỏa và sẽ nhận được sự quan tâm của tất cả mọi người. Cặp này là cặp mới hết phải không chị? Mới hoàn toàn 100%. Cái này là dành cho mầm non hả chị hả? Chứ cái này tiểu học đi được không? Mầm non đúng không? Tùy theo số lượng cặp mà mình sẽ gửi tặng cho các em. Đây, các em gái sẽ được một chiếc cặp xinh xắn có hình công chúa. Còn các em nam sẽ được một chiếc cặp hình siêu nhân. Và mọi thông tin về chương trình hành động lần này thì bà con có thể theo dõi trên nhóm miệt thứ thứ 11 hoặc trang thông tin miệt thứ thứ 1. Miệt thứ thứ 11 chúng tôi sẽ cập nhật thông tin liên tục để bà con theo dõi và đồng hành cùng với miệt thứ. Hết này, cái số lượng mà chị tặng cho các em là bao nhiêu chị nhớ không? Em quên mất tiêu rồi. Cái này em đếm xem quên mất tiêu rồi. Đây là mình có hai số lượng ha. Một số lượng là chị Trúc tặng riêng cho các em, còn một số lượng là chị sẽ tặng ở mức giá hỗ trợ là 50.000 một cái. Là mình có tổng cộng là bao nhiêu cái chị ha? 49 cái. Hai mươi chín cái một cái là 50.000 phải không ạ? Sẽ 29 cái một cái là 50.000.
giá mình bán một cái như thế này ở thị trường mình là bao nhiêu chị ha? Tùy theo 90-100 ngàn đúng không? Rồi, cảm ơn thay mặt các em, thay mặt Miền Thứ Thứ Một cảm ơn chị Trúc rất là nhiều. Và hy vọng mọi người xem video này sẽ lan tỏa yêu thương, đồng hành cùng với Miền Thứ trong chương trình hành động Theo Em Đến Trường. Đây là sản phẩm những chiếc cặp mà chị Trúc tặng, 12 cái cặp này với đây 10 cái là 22 cái. Rồi, cảm ơn chị Trúc rất nhiều.